phải bài dép ở dưới đây nha, lên trên kia là không được mang dép. Đây, cái nhà mình mướn đây. Trong cái căn hộ những cái nhà mình màu xám nè, đó. Ở trong đau thao nhưng mà rất là yên tĩnh nha. Mọi thứ rất là hiền hòa, nhẹ nhàng. Mọi người đều rất là bình yên. Ok. Giờ mình đi vô cái chợ local. Phải qua cái hẻm. Đấy. À. Giống Việt Nam không? Đứa sắm bè quân. Mà hẻm đây là hẻm đại gia nha, toàn biệt thự không luôn. Thự mà biệt thự thứ dữ không hả cháu? Phải biệt thự bình thường. Ráng ráng làm kiếm cái nhà ở trong hẻm vậy, ở Bangkok cũng cả lý quá không? Cho mướn đồ, để cạnh đây đi thôi. Ok, bây giờ mình ra đường lớn. Đi chút xíu nữa sẽ tới cái chợ. Chợ kia. Đây, đã tới chợ rồi. Chợ đây là chợ local, chợ của người dân bản xứ. Sát cái chỗ mình ở, cho nên sẽ có rất là nhiều quán thuộc dạng y như local, ngon. Đây. Này là xôi trứng. Xôi trứng đang nấu bên kia. Cơm phần. Cơm xong rồi mình chọn món giống như cơm chỉ vậy á. Chùm về vịt nè, quá trời vịt luôn, chiên vịt cá khô, quá trời cá khô luôn. Làm này, làm bông để kính Phật nha. Thiệt là bông dễ thôi. Ăn nướng gà, nướng nguyên con, ăn chung với cơm nếp nha, chặt ra ăn chung với cơm nếp kia. Coi thử kia đó. Trăm tám, trăm chín, 200 bạc mà tới nguyên cơm gà. Mình đi sáng sớm, chợ rất là nhiều món. Chợ đây hình như thấy ngày qua 2 giờ chiều nó vẫn còn mở cửa. Lử heo, tai heo. Này cơm phần. À nó có cơm phần như mình vậy á. Ăn cơm thì gói vô trong bao như thế này, xong rồi mua bì gì à. Quẻ gì ta, sao giống cành nè, hải cũng hải, trái gì vậy? Chu chè có cherry lớn ghê không? Ờ, dạng bị trộn. Có nguyên một chiếc xe bán hành tiêu, ớt tỏi, rau. Bà làm nha.
lên đây mua cà phê thì cẩn thận chút xíu, tại vì kêu cà phê sữa thì nó sẽ mở trà Thái vô, cho nên nó có chai bay chút thơm chút xíu mùi trà Thái. Mà dân Việt Nam mình thì uống cà phê sữa quen rồi, có trà Thái vô kỳ, thề trà Thái là trà Thái, còn cà phê là cà phê, trộn hai cái lại uống nó không có phải là nó không ngon như mình tưởng. Giống như pha tàu hả? Tàu quê hả? Pha tàu chẳng ăn cơm. Còn đây giống cọng bánh canh à. Y như cọng nuôi. Không. Bánh tráng cuốn gì vậy? Bánh tráng cuốn lại. Coi thử cái đây ăn làm sao nha. Cái dĩa cơm của vợ tôi này nhìn thấy hấp dẫn quá. Đang ngon. Ngon hơn cái chỗ tối qua ăn được. Đặc biệt ăn lên giống Việt Nam và cả tỏi nha. Đây giống như cái bánh tráng vậy á, cuốn lại giống bánh ướt vậy á, cuốn lại xong để nó lên giống như mì. Mềm ngon. Ngon quá. Trong đây là cá lòng heo nè. Nó đậu hũ hả? Này phải đậu hũ không vậy? Tới thêm một miếng này. Cá lử nè. Cá gan. Đặc biệt là cá heo quay. Để coi thử heo quay bỏ trong nước ngon không? Kỳ cục á. Gì vậy? Bỏ nước cái nó bấm. Oh right. Yeah, we use this one. This is roll noodle. Roll noodle. Yeah. Là cái này. Ok. Cái đây nó nở ra cuốn lại sẽ thành cái này. Là ông mới cho. Rất là hay. Cái miếng nó như miếng cao su. Dài lắm nha. Đây, rất là dài, xé lắm rất là. Rất là ngon nha. Nó phở nó ra nó như vậy đó. Nhưng mà mình là chắc phải. Ông gọi là rô đó là miếng bánh phở. Và đều cắt nhỏ, cắt lớn không? Chắc phải. Rất ngon. Trong đây cá lòng. Cá huyết. Cá lòng, cá huyết, cá heo quay. Mà đặc biệt heo quay ngâm trong nước. Không hết giòn. Hay cực kỳ giòn. Lâu lắm từ như quê anh thấy cái ớt xiêm đi. Ớt xiêm, ở đây mới là gốc của ớt xiêm.
sim. Lòng sim à, sim. Mà ớt sim đây gắt nha. Ta cay. Ngon. À. Đây mới là gốc của ớt sim chứ không phải là tỳ hòa. Tỳ hòa ớt sim nhỏ. Thơm y như ớt sim ở tỳ hòa luôn. Nhưng mà nó to. To lắm. Thơm như trái sim rừng ạ. Y sim rừng luôn. À. Nó ngon. Còn cái da heo à. Đấy mình thấy người ta mang được làm hết chế xương. Cái đó hình như không phải da heo hay gì. Cái nào? Cái mai em nãy tao mới ăn á. Hình như là bông bóng cá hay gì hết không? À, da cá. Da cá. Da cá. Ừ, ăn vô mới tiết cái mùi. Mấy cái món đây nó bị lai giữa Thái với lại Trung Quốc. Tàu. Cái mùi này không phải là mùi tàu, cũng chẳng phải là mùi Thái, hai mùi trộn lại. Rất ngon. Bà tử. Bà tử mà hầm sao mà nó rục rỉu luôn. Ăn. Ăn kiểu. Kiểu như mình ăn đồ lòng của Việt Nam á, nó cứng nó quen. Qua đây nó hầm kiểu rục rỉu luôn á. Giờ coi cục huyết nè. Nó cũng như ngày xưa. Nó cứng hơn mình. Cứng hơn. Chứ không phải là giật giỡn, giỡn như kia, cứng hơn. Mày đúng rồi, nấu kiểu Trung Quốc hả? Vậy kiểu mình Thái, Thái ăn quýt miên. Thái ăn quýt miên treo à? Ăn vô như rau câu vậy á. Quýt đây đỡ hơn. Ngon nha. Quán đây. Ngay chỗ cái chợ. Để tôi kiếm cái địa chỉ chợ tôi bỏ lên cho. Quay cái quán cho coi. Ngon lắm. Ăn non nè. Bây giờ cuộc hành trình cả ngày cuối cùng tại đất Thái bắt đầu. Lúc 4 giờ rưỡi Thái mà ngủ được luôn. Đây đối diện cái chợ luôn, ngay cái đền này luôn, cả cái quán. Đây cái quán của chú rất là ngon nha. Đây là tên quán nè. Đây là cái tên đường của cái chợ. Okay. Đối diện cái chợ đây là cái chùa của Ấn Độ. Để mình sẽ vô cái chợ. Vô cái chùa đã. Chùa Ấn Độ. Bà Thủy, bà Nôn, bà chạy qua trước. Nghe mỗi lần đi qua đường nó gõ cốc 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 cốc, nghe không? Mỗi lần mà gần tao na coi nó sổ chuông, nghe không? Nghe nó sổ chuông. Nguyên một cái khu bán bông, họ làm bông rất là đẹp nha. Ấn Độ. Đi vô đồ ăn. Đi vô. Đi đại đây. Ai đi vô. Wow. Mình phải có khẩu trang mới được vô. Ở trước chùa có những cô bán vé số như đây nè.
cho miễn phí khẩu trang để mình có thể vào chùa. Mình hỏi bao nhiêu họ nói non miễn phí. Cô cho miễn phí khẩu trang kìa, tới lấy. Cô cho miễn phí khẩu trang luôn. Lấy 3 cái đã được vô chùa. Ok, có khẩu trang rồi, mình được vô rồi. Ok. Ở đây luật rất là khắt khe nha, không đồng mũ, không đeo kính, phải đeo khẩu trang, không quay phim, không chụp hình. Đi khẽ cư duyên, không được nói lớn luôn. Mà vô trong đó, tín đồ rất là dữ. Đây. Các bạn nên vô nha, mình không thể quay phim được trong đây thì các bạn nên vô đi. Nó đối diện cái chợ, nó ở trên đường Thanon Phan. Đây, ở trên đường Kẹp Bang Rác. Khu kẹt bán rác đá rồi, nó như cái bảng á, bó tay rồi đó. Nguyên một con đường bán hoa. Khi mà mình dân hoa, dân ấy đồ, mình sẽ được cái một chấm đỏ ngay giữa trán, ai cũng cắt. À, hai cái chấm đỏ không? Đã rất là nhiều người sáng chạy tới dân hoa, dân lễ, cúng xong rồi mới bắt đầu đi làm. Rất là hay. Hôm nay là ngày bình thường, chẳng là ngày gì hết. Mà ai cũng tới hết, rất là đông. À, mấy người bán ở trước này vui không? Nha. Đúng là bán ở trước đinh nè. Khi mà họ mơ mình, mà mình không mua hay là mình không đi xe túc túc á, là họ ta họ làm phép, họ là xong họ chở ngược lại cái quay của họ, hay là chở ngược lại cái xe túc túc của họ làm phép, kiểu như xua tan đi xua xẻo hay gì đó, không biết, nhưng mà họ làm phép nhiều cái cũng hay, cũng thú vị, họ rất là tín ngưỡng nha. Ok, và bây giờ anh sẽ dắt mấy cục cưng đi tới cái chợ bùa ngải lớn nhất Thái Lan. Đi thôi, nghe tới đây là thấy cái mùi ngải ngải rồi đó. Con đường bán có những thứ thực sự mình nhìn vô mình không hiểu, nó quá khó hiểu. Họ thờ rất là nhiều thứ, đúng không? Em bé rồi lâm hết. Còn đây đang khắc. Đâu? Dạ. Bùa gì lạ ta? Hot lỡ. Vô trong đây nó có một cái mùi. Một cái mùi rất là ngại ngại. Mùi giống như mùi trầm hương mà nó nặng hơn mùi. Mình tới hơi trễ, giờ bắt đầu người ta để dọn rồi. Nhiều thứ. Ui, nó bán nhiều tượng cổ lắm. Gần như nguyên một cái khu chợ đây bán ngải không. Những cái này là cái gì ta? Bùa may mắn. Bùa may mắn hả? Một cái chợ là bán toàn những cái đồ này không? Chợ bán bùa hả? Quế cho bùa luôn. Vàng đeo ngư nè, bùa Phật. Rồi, coi nè. Nó có một cái quy tắc nào không ta? Nếu mà ai cũng bán như vậy hết đó thì người ta đâu có vô những cái hàng sâu xa bên trong đây làm gì? Hiểu không? Phải một chỗ là nó bán một cái loại bùa khác nhau chứ. Quế trời thứ trong này luôn. Là tùm lum bùa hết. Bùa ma thần.
dược tình, rất là nhiều loại bùa, bùa, nhiều bùa, rất là kinh dị, nhất là bùa tình, bùa yêu, trong đây có rất là nhiều nha, bùa đây rất là nguy hiểm nha, dạng như bùa cha dông nhi, cung bà thân. Đây là hình như mấy cái dầu thơm để cho dược tình hay gì đây này. Đó. Một thời gian rất là nhiều loại. Mấy cây đây, mấy gì đây ta? Rồi đây mấy cái nanh này, mấy cái nanh này rất. Nanh đây là răng của heo rừng. Nó có quá nhiều loại đây, mỗi loại nó có một công dụng khác nhau. Bốn. Cái đá chai gì ạ? Để làm gì ấy? Đó đỡ làm gì ạ? Mày làm đỡ làm gì? Hay đeo cho đẹp thôi. Răng, nanh. Ngày voi, chắc ngày voi không này. Còn nè, rất là nhiều. Ở sau là sông, sau cái chợ Bùa Ngải đây là sông, nguyên một cái bến tàu luôn. Ở dưới chân mình nghe sóng vỗ đùng luôn. Giờ đây chúng cái lúc mà người ta đang dọn gì à? Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều. You beauty? No. Are you dancing? No, okay. Tại cái chợ này mà nó có một bên là đồ ăn kiểu sang trọng kiểu Tây, một bên là đồ ăn rặt chắc Thái. Qua tường này của những cái vị. Đây là hình như bán tượng. Tượng với lại ở dưới đây cũng bán bùa dưỡng ngải luôn. Bùa giống như làm vàng quá hả? À, những cái anh làm ra như thế này, các cái khung bỏ bùa vô trọng, đeo lên trên người. Bùa bình an, có rất là nhiều bùa, nhưng nếu mà mình không hiểu cái gì về bùa thì tốt nhất đừng đeo nha. Những anh thợ mà ngồi làm đây nè, anh thợ đây cũng làm nè, làm ra sản phẩm. Đối diện cái chợ là một cái chỗ gì, hay là cái chùa, hay là một cái chỗ gì của chính phủ á, thấy đỡ tùm lum. Thấy đây là nó sầm nát luôn. Mùa đẹp quá. Chả cá hả? Ồ. Chả cá. Hai, chả cá. Quán của người Tàu rất là đẹp, chả cá, cả một miếng mắm vô nữa. Ngon đó. Nó có cái mùi gì này quen lắm. Không phải mùi ốc, mùi ốc, mùi lá chanh. Trời ơi, cái quán đây ngon lắm, ngon lắm nha. Đây quán của cô đây, đây chỗ Trần Ngải luôn. Mình có thể vô trọng ăn, hoặc là mình ăn ở ngoài đây cũng được. Mà nói là tuyệt vời nha. Cô ướp chả cá với lại lá chanh, mắm vừa phải luôn, ngon lắm. Đây
chicken? Wonton baht. Oh. Wonton baht. Kêu thử cây, lấy hai cây, cây đã. Yeah, yeah. One of this, one of that, yes. One, yeah. One. Yeah. Hai chục hả đúng không? Giờ nó có cái quạt nó thổi khói. Thank you. Thank you. Thank you. Đây ướp theo kiểu ngủ 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 gì hơn. Chào ha, chào anh đã mua nhiều trao bằng bàn hũ. Ừ, rẻ, em thấy rẻ. Có 90 bạc mà ba hũ. À, ngon á. Mấy bà già thích dầu thái lan rồi đó. Bà già, ngon cái đây ngon hơn cái màu đã dở quá. Bùa dầu, trời ơi, thêm đưa bùa dầu luôn. Dầu nhiều cá luôn. Nhả thôi chứ mày mua gì nhiêu. Xài lâu hết lắm. Trời ơi, đứng chỗ đây bay bùa dầu banh sát luôn. Đầy đủ các loại dầu luôn, dầu nóng, dầu đồ. À, cả cái đồ sức lên làm mũi nó khỏi bu luôn à. Trên dầu xẻ. Nguyên một đống đó 170 bạc. Rồi 180 bạc, 112 hộp dầu. So how about 170? Chạy vé xuống được có 10 bạc à. Cũng ok. Wow, trời ơi, nó mệt. Thì sáng giờ luôn mà trời nó nắng. Đang ở trung tâm thành phố luôn, Bangkok nha mấy cục cân ơi. Đang ở chợ Ngãi. Đây, mình có món orange với lại cà phê. Đồ lần đầu nghe luôn cục cân ơi. Bỏ xíu cà phê, bỏ xíu đường, pha lên. Được, bây giờ uống nha, lần đầu tiên mà nghe tới cái vụ mà cà phê với lại nước cam mà trộn với nhau. Đây, má lấy cái hũ nước cam trong đây, giờ khui ra. Hũ nước cam dắt sẵn. Đây, nước cam, chớ vô. Đầy ly, xong rồi lấy cà phê chớ vô. Không biết có bị ải chĩa không, chứ thấy này. Đó, cà phê bỏ trên nước cam. Cà phê cam. Đấy, đóng lại. Đâu, hết sảy. Thank you. Thank you. You welcome. Tới luôn bắt tay. 35 bạc. Một đô. Mà nhìn thấy cà phê ở trong đây có xét kem á. Nó chạy vòng vòng. Rồi không biết xong cái đây mình về nhà luôn hay là mình còn đi đường nữa hay không thì không biết, nhưng mà thử đã. Đến số không có thử sợ chảy, nhưng mà rất nổi tiếng luôn. Cà phê chua chua. Nó có một cái tia hợp lý trong này nè. Ngon ngon nha. Ổn rồi nè. Hai hớp đầu không ổn định chút nào. Mà hớp thứ ba là thấy bắt đầu ổn định nha. Thử đây mấy cục cân. Bắt đầu làm quen. Rồi, nhấp. Là giống như cà phê thiêu vậy á. Cà phê mà bị thiêu á. Giống như cà phê thiêu thiêu, chua chua. Nước hai khác nha. Rồi đến nước ba nha. Thử ơi. Lúc đầu á, mày nhắm vô từ từ á. Rồi, mày uống nước hai, nước ba nó khác nha. Hay lắm. Đó đâu phải nước ngọt, nước cam mà. Hai anh cho.
ngon. Giờ lại mới thấy đâu ngon nè. China Town. Chà, bên kia là Bộ Quốc phòng của Thái Lan. Cái này là nó kia, ông kêu là Pride. Là cái gì vậy? Không biết. Ô sẽ là cái đây, Grand Palace. Đây, cái cổng vô. Để coi thử mình phải như thế nào mới nó có thể được vô. Cấm hết toàn bộ những kiểu đây. Nó cho mướn đồ. Những người kia đang thay đồ, mướn đồ, thay đồ. Đây, cấm hết. Cấm hết. Salon cũng cấm luôn. Lạy vua. Xuống dưới đây là nơi để tập trung của tour. Men cái chỗ tập trung tour nhìn cũng ta nữa. Mua vé mua đồ. Nó la cho khách du lịch từng chút luôn. Đó, rồi nó phát áo để có thể vô được trong cái đá. Ở trong đá mặc áo tào lao là không có vô được đâu. Cái đây cho mướn áo 50 để mặc vô trong đá. Excuse me, sir. It's okay to get in. Good. Okay, thank you. Mình hỏi là đồ đây có thể đi vô trong hay không. Họ kêu okay. Thì đi thôi. Đỡ tốn tiền. Đây, bà Thủy mua được cái áo rồi. Hải Phở cũng mua được cái áo rồi. Trời ơi, nó không cho vô. Đi vô. Cho nên ở mấy cái cửa hàng chỗ đây này nó cho mướn áo. Nó cho mướn quần luôn. Vậy thôi mình mua luôn, cái gì mình khỏi quăng lại cho mướn mất công quăng lại phiền. Rồi đưa giấy tờ cho nó nữa, phiền lắm. Ok, thay đồ xong rồi. Đây. Đây. Đó, bây giờ đi vô thôi. Wear security check nha. Thầy Phở bị dính lại cái hộp quẹt. Phải Hải ơi. Hải Phở bị dính cái hột siêu quẹt. Một là quăng. Mà xe của ta nấu kiểm tra nó kiểm tra vô đó. Một là quăng, hai là phải cỡ. Đây. Ở đây chùa chiền đồ dữ quá. Kinh khủng luôn. Ở đây nó có cái đồ để bỏ vô tai nghe dịch ra những cái thứ tiếng này, không có tiếng Việt nha. 90 phút 200 bạc. Đó đây, nó gắn vô trong cái tai nghe rồi người ta nói gì thì nó sẽ dịch lại hết. Cái này buổi tối chắc đẹp lắm này. Vàng long lanh. Tới đây phải mua vé mới vào trong được. Giữ tờ chưa? Một vé 500 bạc mới vô trong được. Ok, rồi mua vé. Ba vé. Đây, tổng cộng 1.500 cho ba mạng. Đi đi đi. Đây. Đây. Trời nó đông. Ok, đi vô. Đúng là cái xứ sở này. Ừ.
ta thắp nhang, ta lấy bông đồ. Đây là nước thánh, nước thánh. Là chi tiết từng chút một. Quá sức đẹp luôn rồi. À. Ở phía trong không cho quay phim chụp hình. Ở trong là một tuyệt phẩm luôn, hoàn toàn bằng vàng luôn, nguyên một cái bàn thờ bằng vàng rất là lớn. Ok, bây giờ mình ngồi ra chút xíu xong mình qua cái đền kia. Thiết kế kỹ từng chút một luôn, kỹ lưỡng. Kiến trúc vàng như từng chút một luôn, gắn những cái chi tiết họa tiết nhỏ xíu luôn mà nguyên một cái đền này, trời ơi. Được. Trên trần nhà đồ thế nguyên cái đền. Đền này nó đang chùm lại đỡ nó bẻo chơi nha. Ok, như chỗ đây là hồi xưa vua ở này. Nó kết hợp giữa Anh với lại Thái với nhau tạo ra cái building này, vừa thấy phương Tây vừa thấy phương Á, rất là hay. Đây lâu lắm rồi nè, cái ở sau kia chắc mớ xây cho con. Mấy cái chỗ đây là lâu lắm rồi. Đây nó lên một cái mái á, dĩnh 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 lên à, đúng chắc Thái luôn. Tay vô hả anh? À. Tay đúng rồi, măng ngón luôn rồi. Đúng như chắc Thái, đúng không? Vô, uống cà phê mới lành chứ không chết chết. Lấy nước vô. Nước ngoài không? Wow, trời ơi, get like. Uống cà phê mà cũng hòn da nữa. Đã có quán cà phê đây, chống nắng đúng mệt luôn. Hôm qua là nắng quá, mà đi vô đây thuộc dạng hay như vô chỗ đây thuộc dạng hay như đi tham quan không à. Ok, Net Buddha Museum, Phật Museum. Lại là không quay phim, không camera. Ok, tự trải nghiệm nha mấy cục cưng. Lính hoàng gia nè. Thank you.
Đây giờ đừng nãy thùng quẹt đỡ đâu em gần nửa ngày rồi, giờ coi thử thùng quẹt của mình là cái nào tao lấy nha. Số 2 lên còn chỗ không ta, chỗ sau nắng này đây. Xíu nữa nó chạy nó mát lên rồi. Dạ. Quá sức nóng. Mà cái tour đây hình như được free. Đó, bây giờ nó chung với cái vé này. Thì bạn mới gì không coi, chơi đi. Thầy nói sao cho cảnh sát của Thái Lan đẹp trai nha. Ba đi đẹp nha. Rồi, khởi hành rồi. Cá xe phía sau nữa. Giờ nó không biết nó dắt mình đi đâu nữa. Không biết nó dắt qua Campuchia bán rồi. Chỗ nào cũng có chùa. Bộ quốc phòng. Đấy, coi cây cổ thụ nhìn quái không? Mình vô trong cái nhà hát để coi hát. Đây là nhà hát Hòn Dê. Bây giờ phải chờ qua đường. Đây, qua đường. Lại. Nhà hát này là của Royal Theatre. Nhà hát Hoàng Gia. Cái vua với hoàng hậu đứng à. Đây, vô trong. Mát quá. Ôi trời trời. Mát. United States. Yeah, được vô rồi. Hello, được vô rồi. Ủa, trước khi mình vô nó hỏi mình đến từ đâu chi vậy ta? Kêu vô tới từ Mỹ cái nó cho vô cái ào, mà không biết. Mấy nước khác làm sao? Chắc là nếu mà mình là công dân Thái Lan mình được ngồi một cái chỗ khác nữa hay gì ạ? Đây. Ho, vô đây coi. Vô trong đây á thì coi thì được coi rồi, nhưng mà chắc không quay lại được. Hay như đúng rồi, tôi tưởng đâu 500 dãy hết rồi chứ, vô đây còn coi được cái show nữa, show truyền thống của Thái Lan. Còn cái nữa mà không biết cái gì, đỡ coi thử. Mấy cái thìa đời đẹp quá. Chỗ đây là chỗ để làm nhạc cụ âm thanh, dưới là sự diễn ở đây. Xin lỗi mọi người nha, chỗ đây không thể quay phim lại được. Ok, tự trải nghiệm. Vế này, cầm vế này đi được rất nhiều thứ mà mình skip 2 thứ. Trong đây 4 thứ mình skip 2 thứ tại vì nắng nóng quá. Ngày giờ là cũng gần hết giờ cho nên mình không thể đi hết được. Show này là về văn hóa lịch sử của Thái Lan. Ok, cũng hay. Nhất là toàn bộ âm nhạc là đều đánh bằng tay, đều bắn đánh bằng cái dụng cụ âm nhạc cổ truyền hết, nên rất hay. Nếu bạn thích cái video này thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Nhớ bấm nút cái chuông để được coi clip mới vào mỗi thứ hai hàng tuần. Thank you, bye bye.